Rồi, Vũ Mai chứ chào bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em nha. Mọi người ơi, trước mặt đây là gì ạ? Đây là dòng tiếng vua siêu nụ cả nhà. Quá trời nụ luôn nè, cả nhà nhìn nè. Nụ nè. Đó, cây của nó em quay nha, quay toàn cây luôn nè, cả nhà nhìn nè. Đó, quay toàn cây luôn nha. Đó, bây giờ em quay toàn cây cho cả nhà mình xem nè. Đó, đây nha. Đây là dòng tiếng vua siêu nụ, nhìn xa xa ta tưởng nó như tổ ong đúng không cả nhà? Nhưng mà lại gần nó chính là nụ mai. Đó, quá tuyệt vời rồi. Ai thích dòng này thì bên em có hàng cây giống nha mọi người. Đó, cả nhà nhìn nè, nó quá trời quá đất luôn rồi. Nhìn từ xa giờ nổi da gà, nổi ốc luôn rồi mọi người ơi. Đây là cái dòng mai tiếng vua siêu nụ cả nha. À, nó nhỏ mà nó nụ nhóc hết trơn này mọi người, thấy không mọi người? Đó, đây, đây là dòng tiếng vua siêu nụ, quá đặc biệt, đặc trưng cho ngày hôm nay luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Rồi, ngày hôm nay em bán với cả nhà giá là 150 một cây nè. Mua 2 chúng ta sẽ được thêm 1 và giá không đổi. Alo này ghép trong trái bí nè, hình thú nè, rất là nhiều kiểu luôn cả nhà. Đó, đây nút nụ của nó nè mọi người, trời ơi coi nè. Đó ha, nó nhỏ gì mà nó có vỏ cả nhà ơi, nút nụ nó rất là dữ luôn nha cả nhà. Rồi, giá là 150 một cây nè cả nhà, mua 2 chúng ta được thêm 1 và giá không đổi nha quý cô chú anh chị ơi. Đây là dòng mai tiếng vua siêu nụ nha cả nhà, anh chị nào thích thì hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha.